Thì mùa hè cũng đã sắp tới mọi người, thì anh em là chưa có kim cương để quay đầu cho mùa này á, thì nói shop của tôi thì shop tôi là shop lbgtv.com. Thì hiện tại shop tôi giảm đến 80% tất cả dòng quay và tỷ lệ game cương cực kỳ cao, thì cái link shop mình sẽ để phần mô tả phần lượng phía bên dưới nha. Ok, và xin chào tất cả mọi người nhé. Thì mình là Lê Mình Cho Mình Anh Em Đỏ. Thì ngày hôm nay á, thì theo lời hứa của anh em đó, thì ở clip lần trước á, thì tôi có hứa anh em á, nếu mà clip lần trước đạt 10.000 like á, thì tôi sẽ làm cái thử thách là 1x4 ABKM cho cái thằng nhân tố bí ẩn tôi nha anh em. Ok, gục mò vậy. Đó, thì ngày hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ cho nó gọi là 1x4 quá, gọi là ABKM nha em, 500 máu anh em ơi. Đó, nói chung là rất là khó. Cái thử thách được nói này cực kỳ khó nha, có phải dễ nha. Tôi nói thiệt. Ê, bên kia nó bắn đấm nhiều quá. Trời. Cái đầu này nó không có tiền mua bông chay nên là nó phải bắn lục bạc anh em ơi. Mà mình kia bắn rất nhiều quá anh em ơi. Ui rồi đau ấy. Này, ui, tầm kế bên nó cũng có nhiều đầu nữa anh em, phải trưởng áo ma Canada he. Ok, thì anh em xem video á, anh em phải nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và các bạn cũng đặt thử thách đi ra cho mình đó, thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ kêu cái thằng nhân tố bí ẩn mình làm anh em. Đó, thì nói chung là mình rất là thích bắn con này anh em. Nói chung là anh em cứ bốn thằng ấy sọt luôn, quá đẳng cấp. Rồi, xong rồi nó có đớp rồi. Để tôi coi là cái trình độ bắn ABKM của thằng này như nào. Tôi nói thiệt, cái thằng này là một trong những cái thằng gọi là rất là đa năng anh em. Kỹ năng của tôi nói anh em nó thượng thừa, nó bắn toàn bộ súng luôn, súng gì nó cũng bắn được hết trơn á. Anh em có thấy là những clip mình làm anh em đó là đều nó bắn full súng luôn, nó bắn rất là đa năng anh em, bắn súng gì cũng được hết trơn anh em, rất là khó chịu luôn anh em ơi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ coi là cái màn. Ê, ui rồi, cái là khó nha anh em ơi, cái là khó. Ây da, ui rồi, từ bơi vô, nhảy vô, rồi, nói gần vô, đưa đầu vô, thằng này bắn cái đầu luôn anh em ơi. Ui rồi, tụi nó, anh em nó bãi chữ lắm. Từ, chạy rồi. Ui, từ, bình tĩnh thôi. Một cái búa ở đó rất là khó nha nè. Đâu. Ôi, bắn sao, bắn lại ghim tâm khác, kìa cục vậy. Đấy. Này, ủa nó kè, mấy thằng kia bắn kè nè mày, mấy thằng kia nó bắn kè anh em không, ui dồi. Ok anh em ơi, 2-0 rồi. Trời, sao cái thằng này nó bắn nó BKM dính như vậy ta. Tôi hệ này nó bắn đúng dính luôn anh em, mày có thấy là cái trình độ bắn nó BKM nó dính vào cái đầu luôn. Thì nói chung là mấy thằng kia bên kia nó kè anh em à. Ui dồi ôi, trời, hết hộp. Tôi coi nó bắn là đớp mà nó căng vãi cái nồi luôn em. Cái tụi cái đứa ke anh em, cái tụi cái ke ke nè. Ui dồi ôi, oh my god, ke nè. Ui rồi, xong rồi, một máu rồi. Ừ, rồi bình tĩnh. Ôi này, cái này tôi nói thiệt với anh em chứ cái câu nó còn căng hơn bắn mấy cái lục bạc, bắn mấy cái quan sóc và bê các kiểu luôn em. Có thể nó đúng căng luôn em. Trời ơi là trời. Rồi bắn gục màu rồi. Thì nói chung là anh em nhớ đến với số sợ bằng cái thanh niên nha anh em, cho thanh niên này nhá. Ok, và các bạn muốn đặt thử thách thì cho thanh niên này các bạn nhớ comment phía bên dưới nha. Tôi sẽ đọc hết tất cả và tôi sẽ team bình luận tất cả mọi người luôn. Thì nói chung là tôi là hiện tại là tôi đang rất là muốn các bạn như là góp ý tôi là nên là thử thách thì cho thanh niên này. Thì nói chung thằng này nó bắt dẹt rồi, nó bắn cái súng gì cũng được hết trơn thì tôi chịu luôn anh em ơi. À, ke nè. Ui ôi, từ ke nè. Ui ôi, ke nè. Hello. Hai viên đầu luôn. Này nó bắn gắt dữ vậy trời. Quá là điều bình thường luôn. Ok anh em ơi, tính số tại là 3-0 rồi. Ủa gì bị hả rồi? Ok. Ke nè. À. Sao bị hạ một rồi ta? Ke. Ke nè. Ke nè, bắn cái đầu đó. Căng thế nhờ. Trời ơi. Ê cái ke kìa. Ke nè. Ui dồi ôi, bên kia là bắn ke nè, bên kia là bắn theo phong cách là ngồi dưới đồng ke. Ngồi dưới đồng ke là dễ, rất là dễ bể đầu nha, tôi nói trước đấy. Ngồi dưới đồng ke là rất là dễ bể đầu luôn. Cho nên là hả, mày căng đấy. Ơi, ui ơi. Từ. Cùng một. Căng đấy. Hai đầu rồi. Cái thằng kia team bị hạ anh em ơi. Cái thằng kia hình như là bắn lỗi đam anh em. Sau cái nó bị đột quỵ anh em. Cái bị xỉu. Rồi, cái thằng kia thì nó bắn lỗi đam, nó bắn không tính ra. Hay. 4
4-0 rồi. Cái gì vậy trời, nó bắn cái gì 4-0 gì? Sao tôi kia bắn kỳ trời, trời ơi. Thôi toàn. Trời ơi là trời, nó bắn cái quần què dữ vậy trời. Tôi chịu ngày luôn rồi, nó bắn cái gì như hắc gì, nó bắn súng gì cũng được, nó bắn dính vãi cái nồi luôn. Anh em có thấy là từng trận đấu của thằng này nó bắn cực kỳ dính này thấy không? Ôi xong rồi, khó rồi. Khó. Tụi nó nhiều quá, tụi nó đông quá. Khó rồi. Rất là khó nha nè. Đen thôi, đỏ quên đi. Ok mọi người, thì tỷ số hiện tại là 4-1 nha anh em. Đó thì hiện tại là bên kia là tôi thấy là hơi ngợp rồi. Bên kia tôi thấy là thằng này bắn đúp thở oxy bên kia rồi anh em ơi. Thằng này bắn đúp dữ quá. Ê. Trời ơi trời, nó bắn đúp quần què dữ vậy trời. Nó bắn tôi nói thiệt chứ anh em, chứ tôi coi thằng này bắn tôi nín thở tôi bắn luôn, tôi nín thở tôi coi luôn anh em, chứ tôi không dám thở luôn. Bắn cái gì mà toàn mũ không anh em à, bắn toàn bể mũ không à, bắn cái đốc rồi còn vô đầu nữa tôi chịu luôn, nó bắn cái súng quần què nó cũng không gì mũ được hết trơn thì tôi chịu nữa rồi. Này là kỹ năng này, này bắn quá trời bắn này kìa, thấy không, tuy là không đầu mà bắn cực kỳ dính nha, tuy nó bắn không đầu mà cực kỳ dính luôn nha anh em, bắn cực kỳ dính luôn anh em à. Dạ bên kia nó snap dữ vậy. Rồi, chạy ui giời ơi. Cái pha đó tôi hiện cho anh em chứ tại ly tâm nhanh quá, cái độ nhạy của này đó theo tôi biết á, độ nhạy của này rất là nhanh, độ nhạy của này hình như là cái độ nhạy chuột là 2.9 lần 2.9, tôi nói anh em nhanh vãi cái nồi luôn anh em. Tôi là tôi chơi có 0.mấy rồi chứ mà nó còn nhanh vãi nồi kìa. Ơi first blood, ngồi ke nè. Ê ui trời ơi, tụi này nó bắn theo phong cách ke anh em ơi, thấy không, ui căng thấy không. Ôi giời ơi, căng rồi bắt đầu. Cái pha này tụi nó anh em vô đầu nè. Tin không? Anh em tin tôi không? Anh em tin tưởng tôi không? Vô đầu nè. Nó kè nó bắn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thằng chứ, nhưng tôi bị ẩn tôi làm tôi thất vọng vậy. Tôi tưởng vô đầu pha đó chứ. Tại vì cái pha đó kè đầu được mà. Ôi giời ơi, tại cái đồ nhảy của thằng này nhanh quá cho nên em ơi. Mày nó bắn rồi, bể ok hết trơn rồi. Mày. Ôi giời. Dính đi. Dính đi. Mày. Tôi nói thiệt với anh em, chiến bắn AWKM rất là khó vô đầu anh em. Thằng nào bắn vô đầu hoài thằng đó hack. Thiệt. Không có thằng nào bắn vô đầu mãi được đâu. Thiệt với anh em luôn, AWKM là một con súng phải ke nha. Nó phải bắt, nó không có bắt tâm như là súng trường. Súng trường là kiểu anh em chỉ cần bật tâm nhắm là nó tự ly tâm vô người rồi. Còn những cái khẩu như thế này là anh em phải tự ke tâm. Như là kiểu chơi những cái game kiểu ke tâm anh em đó, kiểu vậy anh em. Rất là khó luôn ấy, không phải dễ đâu. Cho nên là những bạn mà bắn đầu nhiều mà bắn auto đầu luôn, những các bạn đó có thể với anh em chứ không thấy chị hát đâu nè mà bắn hát ấy cả mà hát luôn ấy, bắn ghê kiểu đó là chị không hát thôi nè mà. Nói chung là thằng này nó bắn theo cái phong cách là xử lý anh em, nó xử lý bông ke kiểu thấy không, thấy không, chỉ cần full vàng là cũng đủ hắn thôi anh em. Nói chung là xử lý phong cách xử lý thôi anh em à, quá chuẩn luôn. Ok mọi người, thì nói chung là mọi người nhớ comment cái chủ đề muốn mình làm về honey nha anh em. Đó mọi người nhớ comment phía dưới để cho tôi biết tôi làm anh em đó ha. Ui rồi có đầu rồi. Một bắn. Yếu. Trời ơi, xém chết luôn anh em ơi. Được rồi. Một gục màu. Ê. First blood. Ui giời, thằng nãy lên hồi nào không thấy luôn anh em ơi. Thằng nãy lên là tung hay luôn ấy. Ok anh em ơi, hiện tại là 5-3 rồi. Thì hiện tại là vị trí của Spy tonight chỉ còn một trận nữa là win nha anh em. Thì để coi là có win được không nha. Ok. Thì tôi nghĩ là chắc là win là dễ rồi anh em ơi, chứ tôi thấy là cái đà là thấy là xong rồi anh em ơi. Thấy là hả, win rồi đó. Ui ơi. Ghê. Này. Chết. Nó dữ quá. Đừng có đục keo nào. Trời ơi trời, nó bắn hai cái đầu rồi đó. Tôi nói thiệt chứ anh em, chứ thằng này luôn làm tôi bất ngờ những giây phút cuối nha. Anh em có thấy là những cái trận đấu cuối cùng là nó luôn làm tôi bất ngờ không? Nó bắn toàn đầu anh em à. Ui ui. Hay. Đẳng cấp. Quên luôn rồi. Nó bắn cái khẩu súng gì cũng quên được trời ơi. Tôi nói thiệt với anh em chứ, nó bắn cái khẩu súng gì cũng quên được rồi sao chịu nổi anh em. Bắn cái gì mà cái khẩu súng nào mà nó cũng bắn được hết trơn á. 24.000 đam luôn. Thôi, nói chung là mình thua rồi. Nói chung là bye tất cả mọi người nha. Thì hẹn anh em ở những clip sau nha. Thì anh em muốn mình làm clip gì anh em nhớ comment phía dưới nha. Bye tất cả mọi người.